375 mã lực, nó là chiếc Morgan mạnh nhất từ trước đến nay. Telling isn't it that with just 375 mã lực is the most powerful Morgan ever. Nếu từng có một nhà sản xuất ô tô bọc vải tuyết, thì đó chính là Morgan. Bạn sẽ không thể biết điều đó nếu nhìn vào Plus 8 GTR mới. Điều này gần giống như một trong những cách xuất le lưỡi đặt bộ body kit Rocket Bunny trên một chiếc E-Type cổ điển chỉ để gây cười. Nhưng Morgan rất nghiêm túc về điều này. Và nó ít nói về những trận cười mà nhiều hơn về cảm giác mạnh. GTR là chiếc Morgan mạnh nhất từng được chế tạo. Điều đó nói rằng, nó chỉ có 375 mã lực, khá nhiều cho chiếc xe nặng 2.400 cân Anh hoặc hơn ở dạng không phải GTR. Nhưng chờ đợi, bạn có thể hỏi, không phải Plus 8 đã hết sản xuất vào năm 2018. Đó là, và những chiếc GTR sẽ chỉ có 9 chiếc chỉ ra đời bởi vì có rất nhiều khung gầm lăn bánh được đặt xung quanh. Morgan quyết định biến những chiếc Zombie Plus 8 này thành một thứ gì đó rất đặc biệt, mặc dù người mua có thể tùy chỉnh cao. Tuy nhiên, tất cả đều mạnh mẽ hơn so với Plus 8 trước đó. Với những cải tiến về tinh chỉnh động cơ và ống xả mạnh mẽ hơn với hai lỗ thoát, bạn sẽ nhận thấy một số điểm khởi hành từ những chiếc Morgan gần đây. Giống như một cánh cửa cao hơn là biến thể cắt bớt lộng lẫy được tìm thấy trong hầu hết các mô hình khác. Các bánh xe 5 chấu trông rất hiện đại, thực sự là kiểu bố trí khóa trung tâm. Và bộ chia nhỏ phía trước lớn là tất cả các hoạt động kinh doanh. Bên trong trông gần giống như một cái gì đó được tìm thấy trong một chiếc Radical hoặc Lotus hiện đại. Nếu bạn không nhìn quá kỹ vào cách sắp xếp đồng hồ đo ở trung tâm cổ xưa, điều thú vị là, vẻ ngoài hoang dã của Plus 8 GTR đã có tiền lệ trong các sáng tạo của công ty. Big Blue, một tay đua nổi tiếng của xưởng từ những năm 1990, đã có ngoại hình rất giống với bánh xe hiện đại, cánh gió sau lớn và mui xe cố định. Giống như nhiều sáng tạo bán đặt trước với số lượng hạn chế, khách hàng đã có một lượng lớn đầu vào cho những chiếc xe này. Đừng mong đợi 8 chiếc tiếp theo sẽ giống với màu sơn xanh da Mariner của chiếc này và các chi tiết cụ thể của nó. Nhưng tất cả sẽ chia sẻ tiềm năng hiệu suất của nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.